Kính thưa quý vị, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, vừa bao quát toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó đã tập trung chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn các chương trình đề án trong chương trình công tác của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm. Thành lập nhiều tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các ngành, địa phương, đơn vị. Do đó, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước với nhiều chỉ tiêu đạt được nằm trong top đầu. Mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023 với rất nhiều điểm sáng. Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023, nhiều điểm sáng. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, đối ngoại và xúc tiến đầu tư được tăng cường, cải cách hành chính đẩy mạnh, đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, thực hiện hiệu quả quản lý quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính. Chương trình nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm OCOP tăng cao, du lịch vượt chỉ tiêu đón khách trước một tháng, hoạt động thể thao gặt hái nhiều huy chương. Lần đầu tiên, học sinh Thanh Hóa bước lên bục cao nhất đấu trường trí tuệ Olympia. Kính thưa quý vị, cơn gió ngược được ví như đã cản trở rất lớn đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh. Đó là những khó khăn mà nền kinh tế tỉnh ta phải đối mặt trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều thách thức. Nhưng với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 ở mức cao nhất, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng cấp ủy đảng chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiều giải pháp. Trong đó có việc ban hành và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, chương trình hành động nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đã có mức tăng trưởng khá so với kế hoạch và cùng kỳ. Điểm sáng trong mảng màu kinh tế là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,01%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, GDP cả nước là trên 5%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GDP lớn nhất cả nước. Tuy thấp hơn mục tiêu đề ra 11%, nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 40.310 tỷ đồng, vượt 14,1% dự toán giao. Trong năm, đã xuất khẩu lô vải không hạt đầu tiên của tỉnh sang thị trường Nhật Bản và Vương quốc Anh. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,57 triệu tấn, vượt 2,8% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn tăng trưởng 4,87%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 5,06 tỷ USD, bằng 92% kế hoạch. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Lợi ích của doanh nghiệp là mục tiêu trước mắt và lâu dài của tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, luôn luôn là đối tác tin cậy lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh. Với nhận thức đó, trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức thành công các đoàn công tác đi thăm, làm việc và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh tại một số nước châu Á và châu Âu. Qua đó, tăng cường công tác đối ngoại, nâng tầm vị thế của tỉnh, đồng thời kết nối, xúc tiến đầu tư, giới thiệu cơ hội đầu tư vào tỉnh. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Trong năm, đã thu hút được 83 dự án đầu tư, trong đó có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 29.057 tỷ đồng và 209,9 triệu USD. Với thông điệp Thanh Hóa, điểm đến số 1 về vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động quan trọng, gặp gỡ, kết nối nhằm tăng cường mối quan hệ để xây dựng hình ảnh đất và người Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản. Đặc biệt, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata đã được ký kết, đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata, góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt. Chuyến công tác tại châu Âu của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành công rất tốt đẹp với 3 biên bản làm việc tại 3 nước Italia, Séc và Đức đã được ký kết.
Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Thanh Hóa và các địa phương của ba nước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư và nguồn nhân lực giữa các bên. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức thành công các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Thanh Hóa, Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa, tạo dấu ấn tốt đẹp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản và Italia, góp phần thu hút các nguồn lực cho phát triển. Những con đường cao tốc rút ngắn khoảng cách, mở rộng tương lai đang dần hiện hữu dọc dài đất nước. Đây là dự án trọng điểm quốc gia có ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng. Do đó, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã phải vào cuộc với hàng chục cuộc họp giao ban, tiến độ, nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cuối cùng, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 98,8 km đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở ra con đường của thời đại mới, con đường của tương lai tươi sáng. Việc đưa vào khánh thành, sử dụng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa có sự nỗ lực quyết tâm của các đơn vị tư vấn, giám sát, chủ đầu tư, nhà thầu và tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao độ giải quyết những khó khăn vướng mắc và tổ chức thi công dự án bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu từng lãnh đạo cao nhất của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát công trường quyết liệt, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công khoa học hợp lý, thi công 3K, 4 kíp để phấn đấu thông xe dịp mùng 2 tháng 9, không được chủ quan, duy trì tiến độ tốt để công trình phải đạt cả chất lượng và cả tiến độ. Bên cạnh đó, việc nâng cấp quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh, nhiều tuyến đường kết nối vùng, liên vùng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, như đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa, nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn, đường giao thông Quảng Bình, Quảng Thái, huyện Quảng Xương cũng đã góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại với tỷ lệ đô thị hóa đạt kế hoạch 38%. Cùng với hạ tầng được quan tâm đầu tư, quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là tỉnh thứ tư được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của luật quy hoạch. Tỉnh cũng đã phê duyệt 59 đồ án, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và 20 đồ án điều chỉnh cục bộ, đồng thời đã hoàn thiện báo cáo Bộ Nội vụ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa. Nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm OCOP là hai chương trình lớn của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Không thể phủ nhận những nỗ lực rất lớn của các ngành địa phương, các ngành phụ trách tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã xây dựng kế hoạch và tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Chủ động đấu mối với các bộ, các ngành ở Trung ương để tranh thủ sự hướng dẫn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới thuộc tiêu chí do ngành phụ trách. Với các địa phương đã cụ thể hóa kế hoạch, đưa ra những giải pháp thiết thực để thực hiện chương trình OCOP, tổ chức thực hiện chương trình OCOP theo chiều sâu, chất lượng, không chạy theo thành tích, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP được công nhận. Quan tâm đến quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn sản phẩm truyền thống, đặc trưng, sản phẩm bản địa để phát triển sản phẩm OCOP. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện, 363 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, toàn tỉnh có thêm 160 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP được công nhận lên 452 sản phẩm, đứng thứ hai cả nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song việc vượt chỉ tiêu đón khách của cả năm chỉ trong 11 tháng cho thấy nỗ lực lớn của các cấp ngành trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh phục hồi, phát triển đa dạng sản phẩm, tour, tuyến và làm mới sản phẩm du lịch hiện có, nhằm hấp dẫn khách và tăng tính cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực. Ngành du lịch đã tổ chức thành công nhiều hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Bắc,
đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác dự án quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, góp phần thu hút khách du lịch. Ngành du lịch ước đón 12,35 triệu lượt khách, vượt 3% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 24.252 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đến cuối tháng 11, ngành du lịch Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu đón khách của năm 2023 trước một tháng so với kế hoạch. Cùng với thành công trong hoạt động du lịch, những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy di tích được các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã được tiến hành thường xuyên, liên tục. Toàn tỉnh phấn khởi tự hào khi có thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận. Để có được những quả ngọt bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chăm lo của ngành giáo dục và đào tạo, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người và sự nghiệp thể dục thể thao, đó còn là sự nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ của các thầy cô giáo, các em học sinh cùng các vận động viên và huấn luyện viên. Lần đầu tiên học sinh Thanh Hóa bước lên bục cao nhất đấu trường trí tuệ đường lên đỉnh Olympia, đó là em Lê Xuân Mạnh, học sinh trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Lê Xuân Mạnh giành vị trí quán quân trong trận chung kết năm 2023 chương trình đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cùng với đó, giáo dục Đại Trà có chuyển biến tích cực, điểm trung bình tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh xếp thứ 21 toàn quốc, tăng 6 bậc so với năm 2022. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023, tỉnh ta xếp thứ 6 toàn quốc, có một học sinh đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic vật lý quốc tế. Cũng trong năm 2023, thể thao thành tích cao đoạt 746 huy chương các loại, trong đó có 17 huy chương tại SEA Games 32 và 1 huy chương đồng tại ASEAN 19. Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa giành chức vô địch cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia. Đội tuyển U19 Thanh Hóa giành chức vô địch giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023. Kính thưa quý vị, những điểm sáng trong năm 2023 đã tạo động lực, nền tảng để đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, năm có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025 với chủ đề công tác năm 2024 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Và với quan điểm chỉ đạo, điều hành là trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực địa bàn. Kỳ vọng năm 2024, tỉnh ta sẽ dồn lực, bứt phá mạnh mẽ, tạo đà tăng trưởng để sớm về đích. Vâng, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình. Xin chào và chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.